Kính chào quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với khung thời lượng của bản tin 441. Mở đầu bản tin hôm nay, ngày 21 tháng 1, sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong phần nhật ký 441. Thưa quý vị, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình trạng xe khách hoạt động trá hình, không có đăng ký chạy theo tuyến cố định. Ngày 5 tháng 1 năm 2024, Tổ công tác Đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Hoàng Mai đã tiến hành kiểm tra tình trạng hoạt động của những tuyến xe trên đường Trần Thủ Độ. Tuy nhiên, đã gặp trường hợp chống đối người thi hành công vụ. Theo đó, khi Tổ công tác phát hiện và ra lệnh kiểm tra, xe ô tô loại 29 chỗ, biển kiểm soát 89F00516 đang dừng xe đón khách sai quy định. Quá trình ra hiệu lệnh kiểm tra, lái xe ô tô tên là Đào Đình Huy, sinh năm 1988, trú tại Cương Thôn, Tràng An, Bình Lục, Hà Nam, vẫn ngồi trên xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra. Lúc này, tổ công tác đã lái xe ô tô tuần tra tới để tăng cường hỗ trợ. Nhưng lái xe Đào Đình Huy không chấp hành, điều khiển xe khách đâm vào xe ô tô tuần tra, rồi tiếp tục cố đâm thẳng vào thành viên của tổ công tác. Rất may, cán bộ này đã tránh được. Sau đó Huy điều khiển chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 89F00516 bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến ngày 9 tháng 1 năm 2024, đối tượng Huy đã ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xe em là xe du lịch thì xe theo hình thức hợp đồng nên là chỗ đấy không được đón khách hay khách ạ. Trong ngày thì em bị hai đội tít em rồi nên là em cũng hơi bức xúc, mà lúc đó em không kiềm chế được bản thân nên là em mới xảy ra cái tình trạng như vậy ạ. Chỉ biết là do xe di chuyển chạy thôi chứ không nghĩ được đến hậu quả sau này. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Sóc Sơn cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm gần 20 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhóm thanh niên này gồm 16 đối tượng đều trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Theo điều tra, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên từ Thái Nguyên như trên đã hẹn nhau sang huyện Sóc Sơn giải quyết mâu thuẫn trong dịp đi chơi Tết Dương lịch 2024. Cả nhóm gồm 16 người đi trên 8 chiếc xe máy di chuyển với tốc độ cao, mang theo dao tự chế và nhập hội với nhau tại khu vực Đền Gióng, huyện Sóc Sơn. Tại đây, các đối tượng thỏa thuận và thống nhất trên đường về gặp những người đi đường sẽ cầm hung khí đuổi đánh, chém vì cho rằng bị nhìn đều. Sau đó cả nhóm 8 xe gồm 16 người tiếp tục di chuyển cùng đoàn trên đường từ Đền Gióng về đến thôn Tiên Chu, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, gặp một nhóm thanh niên khác đi ngược chiều gồm 3 xe máy. Cho rằng xe máy đi ngược chiều nháy đèn chói mắt, lập tức đám thanh thiếu niên hiếu chiến đã quay đầu xe, đuổi theo tấn công khiến một người bị thương. Cháu có giấu một con dao bấm ở trong túi khoác trong ngực, khi thì cũng không để cho ai biết hết. Và cháu đã dùng lấy dao bấm từ trong túi khoác mà dự định chỉ để phòng mang ra để tấn công bạn. Chiến xong thì các bạn ấy chạy, cháu đuổi theo khoảng một đoạn khoảng độ 10 đến 20 mét thì các bạn chạy vào nhà dân và có hai bạn chạy mất thì cháu quay xe để bỏ trốn. Ngay khi nhận được tin báo, công an huyện Sóc Sơn đã làm rõ, triệu tập các đối tượng. Vật chứng thu giữ hai dao gồm một dao bấm, một thanh kiếm tự chế dài khoảng 50cm. Hiện vụ việc đang được công an huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, trong khi làm nhiệm vụ, tổ tuần tra của Đại đội 3 Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Lý Thánh Tông, thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, tổ công tác phát hiện một xe ô tô taxi có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện người ngồi ghế phụ phía trước có hai túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng và 20 viên nén màu trắng nghi là ma túy. Tại công an thị trấn Châu Quỳ, danh tính của đối tượng được xác định là Lê Tuấn Anh, sinh năm 1990, trú tại Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Kết quả giám định số tang vật thu được là 1,246 gram ketamin và 8,91 gram heroin. Chỉ trong 2 tuần vừa qua, tại nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến pháo nổ tại các địa phương trong thời gian qua. Điều đáng nói, đa phần các nạn nhân đều trong lứa tuổi học sinh và hậu quả do pháo nổ gây ra là hết sức nặng nề. Em học sinh này là học sinh lớp 6. Tình trạng của em sau tai nạn chế tạo và sử dụng pháo nổ đó là bị mất hai ngón tay của bàn tay trái. Cả bàn tay trái cũng bị tổn thương nghiêm trọng mà các bác sĩ phải rất cố gắng mới có thể giữ lại bàn tay với 3 ngón còn lại.
Tình trạng tay của con hiện tại là cháu đang bị mất hai ngón tay, một ngón cái và một ngón áp út. Đấy, còn các ngón khác thì đang bị tổn thương. Có những ngón mất một đốt, ngón mất hai đốt. Nguyên nhân là cháu đi học về thì có nhặt được quả pháo. Đấy, thì không mấy bạn rủ nhau chơi thì lại cho vào ống tre. Đốt thì nghĩ là nó phù trên trời, nhưng không ngờ là nó nổ luôn cả ống tre, thế là nó bắn ra. Tự học cách chế tạo pháo theo clip hướng dẫn ở trên mạng, nam sinh đang học lớp 7 tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã bị mất ngón tay cái của bàn tay phải. Tại khoa chấn thương chi trên và vi phẫu thuật Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thời điểm trước Tết Nguyên đán năm nào cũng gia tăng đột biến số vụ tai nạn thương tích do pháo nổ. Bên cạnh việc điều trị thì các y bác sĩ luôn kết hợp tuyên truyền cho các nạn nhân về hậu quả của hành vi chế tạo pháo. Theo các bác sĩ, với những trường hợp tai nạn thương tích do pháo nổ, việc chữa trị phẫu thuật là rất khó khăn và thời gian chữa trị kéo dài. Trong đó, đa phần các nạn nhân đều mang thương tật suốt đời. Đối với cái tổn thương do pháo nổ, nó là tổn thương do hỏa khí. Nó là chất nổ. Và khi mà cái chất nổ nó công phá như vậy thì cái tổn thương nó dập nát tổ chức đã đành. Thế nhưng mà những cái khói thuốc, những cái phần dư lại của thuốc nổ nó sẽ nằm trong tổ chức. Cái tổn thương nó gần như là phá nát bàn tay. Với một cái bàn tay của cháu như vậy mà nát cả phần cơ gân rồi xương thì để lại cái hậu quả gần như là mất chức năng bàn tay. Dù trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cảnh báo, thế nhưng tình trạng các em học sinh chế tạo pháo nổ vẫn diễn ra một cách phổ biến. Một trong những nguyên nhân dẫn đến vấn nạn này là do các em dễ dàng tiếp cận với các clip, video hướng dẫn cách chế tạo pháo tràn lan trên mạng xã hội. Thưa quý vị, cứ đến dịp gần Tết thì tình trạng buôn bán pháo lậu, pháo tự chế diễn ra rất sôi động. Mặc dù nhiều vụ tai nạn thương tâm từ pháo nổ tự chế đã xảy ra, để lại những thương tật vĩnh viễn không thể phục hồi, nhưng dường như vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh với giới trẻ. Và khi những video clip hướng dẫn làm pháo tự chế vẫn tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội, thì những tai nạn thương tâm vẫn còn tiếp diễn. Mới đây, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng đã triệt phá một cơ sở sản xuất tự chế pháo nổ trái phép tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. Toàn bộ số nguyên liệu và pháo tự chế được cơ quan công an thu giữ tại nhà riêng của một em nhỏ chỉ mới 15 tuổi. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do nhu cầu gần Tết, người mua pháo nổ nhiều nên đã lên YouTube xem cách dạy làm pháo nổ và lên mạng mua nguyên liệu về tự chế, bán để kiếm lời. Lần đầu tiên cháu đăng bán thì được có 2-3 triệu. Đây là lần thứ 2. Thứ 2 cháu đi thì bị phát hiện và bắt ạ. Các cái đối tượng còn rất là trẻ và tự lên mạng xã hội để tìm hiểu và mua các nguyên liệu về để pha chế và sản xuất pháo nổ. Đây là cái hành vi cực kỳ nguy hiểm và gây ra những cái hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thực tế, trên mạng hiện nay tồn tại rất nhiều những đoạn clip hướng dẫn cách tự chế pháo nổ, từ cách làm vỏ pháo, làm dây pháo cháy chậm, đến pha chế thuốc nổ. Thậm chí nhiều clip còn công khai giao bán các nguyên liệu làm pháo, quảng cáo về chất nổ như thế này. Chỉ cần mua nguyên liệu về và lắp ráp theo như clip hướng dẫn. Đặc biệt hơn, những đoạn clip này có thể gây tổn hại cho cộng đồng xã hội như thế vẫn cứ tồn tại từ năm này qua năm khác và không có biện pháp gì gỡ bỏ, kiểm soát người xem từ phía các đơn vị quản lý nội dung. Hành vi đăng tải các clip hướng dẫn làm pháo nổ tự chế hay bán các chất nổ để chế tạo pháo, đó là hành vi rất là nguy hiểm. Cho nên cái người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 5, Nghị định 137 năm 2020 về quản lý sử dụng pháo, hướng dẫn huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng chất pháo trái phép dưới mọi hình thức ấy, thì là hành vi vi phạm hành chính và sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Đối với cái việc mua bán trái phép vật liệu nổ thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 305 Bộ Luật Hình Sự với mức phạt tù từ 1 năm cho đến tối đa 20 năm hoặc là tù chung thân, tức là một hình phạt rất là nghiêm khắc. Những vụ tai nạn thương tâm để lại hậu quả nặng nề cho trẻ nhỏ tại nhiều địa phương trên cả nước vẫn đang xảy ra. Thực tế này đòi hỏi các bậc phụ huynh cần có sự kiểm soát chặt chẽ về việc tiếp cận những nội dung xấu độc hại trên mạng hiện nay, tránh những hậu quả thương tâm cho bản thân các em và gia đình, xã hội. Bản tin 141 hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai.